Hoa Kỳ cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine. Chính quyền Biden vào thứ Tư ngày 9 tháng 3 đã công khai cảnh báo Nga có thể tìm cách sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học tại Ukraine. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine điều hành các phòng thí nghiệm vũ khí hóa học và sinh học với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki gọi tuyên bố của Nga là phi lý và cho biết đây có thể là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm tạo cơ sở cho việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt như vậy chống lại Ukraine. Bà Psaki nói, tất cả đây là mưu đồ rõ ràng của Nga để cố gắng biện minh cho cuộc tấn công đã được lên kế hoạch trước đó. Hoa Kỳ trong nhiều tháng đã cảnh báo về các hoạt động ngụy tạo của Nga để tạo cớ cho cuộc tấn công. Thời tiết khắc nghiệt tại Ukraine đã khiến cuộc xâm lược của Nga càng thêm khó khăn. Nhiệt độ hạ thấp ở Ukraine đặt ra thêm một thách thức nghiêm trọng khác đối với cuộc xâm lược của quân đội Nga trong bối cảnh toàn thế giới đang đổ dồn vào sự chú ý của hoạt động quân sự đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin. Qua đêm thứ ba, nhiệt độ đã giảm xuống khoảng âm 10 độ C tại nhiều khu vực của Ukraine. Và các nhà dự báo cho biết thời tiết sẽ còn lạnh hơn nhiều khi kết hợp với gió lớn. Một khối không khí lạnh đáng kể hơn nữa đang tăng cường và khiến nhiệt độ sẽ xuống mức thấp nhất trong vài tuần sắp tới tại một số khu vực. CNN đưa tin vào ban đêm các yếu tố như gió lạnh sẽ khiến nhiệt độ thường xuyên ở mức dưới 0 độ C. Trong khi đợt giá rét tàn khốc là một trở ngại bất ngờ đối với hàng ngàn công nhân Ukraine đang tìm cách thoát khỏi các cuộc chiến, nó cũng có thể gây ra nhiều khó khăn cho quân đội Nga. Quốc hội Hoa Kỳ đã đạt thỏa thuận viện trợ hơn 13 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận lưỡng đảng vào đầu hôm thứ Tư 9 tháng 3 và đồng ý khoản ngân sách 1.500 tỷ Mỹ Kim chi tiêu trong năm nay. Trong đó có 13.6 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ Ukraine và các đồng minh Âu Châu, cộng thêm hàng tỷ đô la khác để chống dịch. Mặc dù chỉ chiếm một phần nhỏ, thế nhưng số tiền viện trợ Ukraine sẽ được thông qua nhanh chóng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ lưỡng đảng. Trước đó, Tổng thống Joe Biden chỉ đề nghị 10 tỷ Mỹ Kim cho viện trợ quân sự, nhân đạo và kinh tế hồi tuần trước. Nhưng sự ủng hộ từ lưỡng đảng giúp cho con số này đã tăng lên 13.6 tỷ Mỹ Kim. Giới lãnh đạo dự trù dự luật dài 2.741 trang này sẽ được Hạ viện thông qua vào hôm thứ Tư và được Thượng viện thông qua trước cuối tuần, dù ngày họp vẫn chưa ấn định chính xác. Vào hôm thứ Sáu tuần này, tức là 11 tháng 3, cũng sẽ là hạn cuối để giới lãnh đạo chấp thuận các kế hoạch chi tiêu. Các nhà lập pháp đã cảnh báo về các cuộc đàm phán mua dầu với Venezuela, Saudi Arabia và Iran. Việc mà chính quyền Tổng thống Biden sẵn sàng đàm phán với những quốc gia như Venezuela, Saudi Arabia và Iran để lấp đầy khoảng trống, thiếu hụt dầu nhập cảng đang khiến cho một số nhà lập pháp lo lắng và cảnh báo rằng Tòa Bạch Ốc không nên cắt đứt quan hệ với một nhà độc tài rồi lại bắt tay với một nhà độc tài khác để ổn định thị trường năng lượng. Các quan chức cho biết chưa có quyết định nào về việc nhập cảng dầu từ Venezuela hoặc Saudi Arabia, nhưng nhấn mạnh vị trí khó khăn của Tòa Bạch Ốc khi tìm cách trừng phạt Nga mà vẫn giữ được ổn định thị trường năng lượng trên toàn thế giới. Tòa Bạch Ốc cũng cho biết điều phối viên về Trung Đông và Bắc Phi là Brett Margaret cùng với đặc phái viên của Bộ Ngoại giao về các vấn đề năng lượng là Amos Houston đã đến Saudi Arabia vào tháng trước để thảo luận về cả cuộc chiến ở Yemen và vấn đề năng lượng. Các nhà kinh tế Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ hỗ trợ người dân khi lạm phát gia tăng. Nhà kinh tế đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz và cựu quan chức Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Lawrence Lindsay cùng cho rằng chính phủ liên bang cần hỗ trợ tiền mặt cho người tiêu dùng khi lạm phát và giá năng lượng tăng vọt. Theo hai ông, một động thái như vậy là cần thiết đối với nền kinh tế. Ông Stiglitz, người từng đứng đầu Hội đồng Cố vấn Kinh tế dưới thời Tổng thống Bill Clinton, ủng hộ việc hoàn thuế một lần cho những người lao động có thu nhập trung bình và thấp. Trong khi đó, ông Lindsay, Cố vấn Kinh tế dưới thời Tổng thống George W. Bush, muốn chính phủ thực hiện một đợt hỗ trợ mới cho người dân như trong giai đoạn dịch, khi số tiền tiết kiệm của họ sẽ cạn vào cuối năm. Ông đề xuất số tiền hỗ trợ có thể lên tới 1.000 Mỹ Kim.